Trời thế. Trời mưa mà. Mưa hồi chiều mưa mà. Với giờ thế. Bây giờ thế. Đúng không? Dạ. Bình thường đi chơi buổi tối phải không? Đúng rồi. Tối anh đi chơi đâu? Bao. Em hay đi. Để em hay đi à? Hồ Chí Minh ba đẹp nhiều. Ừ. Tên gì? Đại đại. Em hay đi. Mai anh đi á? Ừ. Em bảo anh. Em ăn đi á? Không đi Vũng Tàu hả? Em nói em sống Pin Hồng phải không? Con nhà anh đấy. Con nhà anh. Pin Hồng. Con nhà anh. Nhà anh. Sài Gòn Park. Pin Hồng. Nhưng mà em chuyển đi rồi. Khi nào? Mới đây. Thì đó. Sài Gòn Park. Em bơi cho gần hả? Khi Brad mà chơi với Yến, Brad là bây giờ kia là năm mươi với năm mươi là phô mai mà em nhớ không, lần đầu tiên khi em gặp anh, yeah. Em cũng không yêu anh rồi, thực là anh cũng không yêu em rồi, yeah. Nhưng mà bây giờ hiểu cũng nhớ phải không? Em có học tiếng Việt không? Một tháng. Anh nói được giỏi vậy. Như vậy. Language là không phải từ đây. Language là từ đây. À. Bây giờ em có muốn hiểu anh nữa không? Nếu như mà rap tỏ tình với mình thì chắc mình sẽ làm cho anh rap buồn. Mình chỉ xem anh rap giống như là một sự ngưỡng mộ về mọi thứ. Về cảm xúc mà yêu thì chưa có. Ôi, cái bụi. Mới chết hả? Có không? Đỏ hết rồi nè. Đi vô đi. Sẽ hỏi. Hỏi gì? Hỏi, can I help you? Người ta làm xong rồi, can I help you? Can I help you? Bạn này ngồi đây, mà ông này đứng đây là sao? Anh. Massage Hàn Quốc. Ủa, nhưng mà anh em rửa ông ngồi. Chưa gì mà đã vậy rồi hả? Lúc mà anh Long rửa chén thì mình thấy khá là dễ thương. Tại vì mình đã nói ngay từ đầu rồi là mình rất là thích hình ảnh anh Long ở trong bếp. Lát vô nữa kìa. Em bây giờ cũng đi sai cả nhà hàng xóm đó. Đem đi đâu đấy? Rồi dắt vào cái rổ đó. Trời đất ơi. Để vô cái rổ đúng không? Trời đất. Thật luôn hả em? Nãy giờ em dậy luôn á. Ừ, nãy giờ thế. Anh rửa kiểu gì đấy? Anh rửa từng cái đũa một xem nào. Anh có bất ngờ không em? Rửa đũa mà bó là một bó, xong rồi rửa cái vòng ngoài ấy, thì những cái trong làm sao? Khi mình khó chịu khi mà anh không có rửa theo ý mình á, thì anh cũng rất là dễ thương, chiều làm theo ý mình ngay lập tức. Lúc đầu tiên mình đã từng nghĩ Thảo ở nhà sẽ rất là được chiều, sẽ không phải làm cái gì cả. Nhưng mà khi mà lúc Thảo chia sẻ là mẹ Thảo ở nhà training cho Thảo, dạy Thảo rửa chén phải kỹ như thế nào, là sắp xếp đồ đạc làm sao cho nó gọn, thì mình thấy là cô ấy cũng là một cô gái khá tỉ mỉ, cũng như là có sự yêu thương và dạy dỗ rất tốt từ gia đình. Rap giỏi chứ kìa. Trời đất ơi. Wow. Vâng. Anh ơi đừng té nhá. Ôi mệt. Trời ơi trời. Ông mệt không? Opa. Mệt. Mình thấy Diễm bày tỏ khá là nhiều tình cảm với Brad, không biết đấy là thật hay là đang diễn, nhưng mà mình không còn sure là ai nữa, nhưng mà mình nghĩ có thể là Nhân và Diễm hoặc là Brad và Diễm. Về nhà muộn hơn dự kiến, Nhân đành lủi thủi dùng cơm một mình, mặc cho Diễm và Brad đang hẹn hò với nhau ngoài sân vườn. Được không? Em cũng bị nè. Cũng bị nè. Thì anh làm như vậy? Nếu như vậy sẽ... Thật không? Thật. Mẹ cô Brad nói như vậy. Ok. Nhân về rồi kìa. Nhân ơi! Yo man. Sao Nhân chạy qua? Nhân đi làm. Không. Opa anh đi. Thoải mái quá. Ăn tóc cả đi. Ăn hết rồi. Quá, không về với Tuấn Anh à? Không, Tuấn Anh đi đâu? Anh đâu có gì, chung với anh Tuấn Anh đâu? Phải ăn không? Ngồi đi. Diễm ăn không? Em ăn rồi.
lâu rồi không gặp. Mới có một ngày mà. Ủa anh ăn nó xong chưa? Anh để đây anh ăn, anh dọn cho. Chị dọn nha. Vậy là chỉ còn mỗi Tuấn Anh vẫn bận việc chưa về, chẳng thể chờ đợi được nữa. Các thành viên đang rất nôn nóng chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai. Wow, đã mặc dễ thương nha. This is my husband. Your boy. Rất là đẹp đó Rat. Nhưng mà xấu quá. Từng phút giây đang trôi qua trong ngôi nhà chung, khoảng thời gian quý giá cuối cùng này, khi các thành viên đã có mặt đông đủ, mọi người quyết định vui chơi hết đêm cho thật sảng khoái cùng nhau. Và bây giờ mình sẽ chơi con cá sấu. Bây giờ mình chơi ai bị thì quay. Tuấn Anh, Tuấn Anh. Mới vô biển cái đi uống uống lấy hơi. Quay. Quay hả? Dạ. Chẳng may mà làm nó tụt xuống lại đến nhiêu rồi. tin anh không? Tin anh đi mà. Tin ai? Đi có khủng long nó còn gà em. Gì vậy em? Hôn môi. Hôn môi. Mà lúc này đã đánh răng chưa? Vừa ăn mắm tôm rồi mắm nêm các kiểu xong. Em thấy không? Trong nhà tối giờ ai cũng ăn hết. Mỗi anh Tuấn Anh là chưa ăn. Mỗi Tuấn Anh chưa ăn. Em phải làm sao cho tất cả mọi người, 8 người đều có mồm có mùi như thế. Thì bây giờ em phải hôn Tuấn Anh để cho Tuấn Anh cũng có cái mùi đấy luôn. Em đừng suy nghĩ quá đâu. Đừng có suy nghĩ. Hôn là hôn liền, mất hứng. Ừ. Nghe đang buồn nghe đây. Nó bị sốt mà nó quay ngay cái hot nhất luôn. Em có biết là anh mong nãy giờ anh bốc được một cái đấy mà anh không được không? Anh hơi cáu ấy. Em hôn anh Long luôn đi. Long bây giờ đang muốn quay. Anh lâu sẵn không? Đúng rồi, hôn anh Long nè. Em hôn anh là em an toàn nhất ở cái nhà này. Ôi, em chưa 18 mà mọi người. Chưa 18 mà giả giấy tờ để vào tham gia chương trình này à? Nhanh lên nào, nhanh lên. Hung red đi. Gì à? À ý là hung red là vậy hả? Là đúng. Đúng. Không, em hôm nay tối em xuống dưới đó em ngồi với chị. Tối em xuống em ngồi với chị sẵn sàng nhường cái đó cho em. Đấy. Anh xuống với em luôn, anh xuống với em luôn. Anh xuống với em luôn. Ngồi không đi. Cả nhà ở bên cạnh em. Không thể về một vì một cái thế lực thù địch như thế mà em từ bỏ đi cái nụ hôn đầu đời của mình được. Em ngồi bán với em được không? Hả? Bên đây thế lực ghê quá. Ok. Nói kìa, năn nỉ kìa. Ok. Hôn đi. Hôn đi kìa. Chỉ hôn thôi. Chỉ hôn thôi mà. Môi chạm môi thôi mà, chứ đâu có biết là bắt là lưỡi phải đi du lịch đâu. Hôn anh. Thôi. Em đổ. Không. Lớn rồi. Làm gì phải có trách nhiệm chứ. Em lúc nào cũng có cái tâm lý là anh Rat và chị Diễm chính là một cặp. Trong bốn bạn nam thì em nghĩ là thời điểm đó là đối với anh Nhân là an toàn nhất. Nhiều khi qua chương trình này anh về anh cạch mặt em thiệt chứ không phải em cạch mặt anh đâu. Sao anh bình thường mà. Anh bình thường, Nhân bình thường mà, Nhân dễ, Nhân hồn dễ ở. Hồn anh tình cảm lắm. Ai đối với anh cũng có tình cảm. 5 giây nha mọi người. 5 giây luôn. Em không làm được. Em không làm được. Em là chủ động đi. Em chủ động đi. Bây giờ con bé Nhân chủ động đi. Em chạm môi vào. Cho thì không chịu. Đúng rồi. Thích Nhân cơ. Thả cái tay ra Miu. Bỏ tay ra xem nào. Không xem cơ. Bỏ tay ra nào. 4 5. Trong ba người mà thực hiện thử thách đối với em thì cái người mà để lại cảm xúc nhiều nhất thì vẫn là anh Nhân. Chắc chắn là cái thử thách mà nhớ nhất đó chính là cái thử thách mà hôn môi. Thật sự lúc đó rất là ngại bởi vì là coi Miu như là một đứa em nhưng mà nghĩ ở đây chỉ là một cái game thôi. Thì sau đó mọi người rất bình thường. Em đổ hồn thủy cho em xin phép đổ hồn thủy. Em muốn đổi ai? Cho em ra ngoài. Em đổi Tuấn Anh qua đây cũng được. Rồi Vi vô đây. Vi qua kia. Nào đến lượt Vi á. Sao vậy không? Tới lượt Red. Tới lượt Red. Đừng nói là em yêu anh rồi nha. Chết luôn á. Em biết anh nhóc xuống mà nó không nên là biết rồi. Trời ơi, ráng. Thật ra qua đến bên này em mà còn bị nữa thì thôi. Rồi. Mình mệt nè, bên đây mệt nè. Thôi em quay đi, Rat đứng lên đi. Gặp bụng 10 cái chạm mũi người tức là một người ngồi đằng trước kìa.
sao không gặp được? Rồi, anh Rác ngồi rồi chị gặp lên. Ờ, gặp lên nó chạm vào mũi, đấy, 10 cái. Thế thì gặp nam. Quick her. Yeah. 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 Ủa, tôi chưa chọn mà. Sao em phải gái thế? Đi ra luôn. Vì Rác với lại Diễm thì đúng là hai người này nó cứ rất là nhiều, rất là đẹp đôi, rất là nhìn rất là hợp. Nhưng mà mình không nghĩ là đã từng yêu lâu rồi. Kiểu là hai người này kiểu giống như là đang tìm hiểu nhau thôi, chứ gọi là chưa có gọi là yêu nhau quá lâu hoặc là sẽ là cặp đôi. Bây giờ mình nghĩ là nếu mà về phần trăm của hai người này thì có một chút chút xíu gọi là nghi ngờ hai người này thôi. Mọi người dọn giường ra, dọn ra. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, đấy. Cái giống nhà thì làm. Đấy, ừ. Ơi. Ơi. Ê, ôi. Ê. Chết, chết, trời ơi. Ê. Ôi ơi. Vui chơi hả, vui chơi hả? Thôi, mọi người. Rap rất là dễ thương, ngây ngô, đáng yêu và nhiệt tình hưởng ứng cái trò chơi này. Khi mình muốn Fred nhìn im là im ở đây cô im là một chỗ ở đây cho nên Fred à nãy là biết cô ờ cảm giác hoa nữ chị khi mà chị xuất hiện với Red thì mình cảm thấy cũng hơi khó chịu một tí xíu, nhưng mà vẫn cố giấu chứ mọi người. Cái đó là cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy nó khó kiềm chế nhất. Này đã là đêm cuối của 8 thành viên tại ngôi nhà chung. Ở đây chắc chắn đã để lại trong mỗi người những kỷ niệm khó quên và vô vàn những cung bậc cảm xúc. Giờ đây khi quá khó để nói thành lời thì những dòng thư tay được giấu tên sẽ là cơ hội để họ cùng nhau trải lòng mình một cách dễ dàng nhất. Ai sẽ viết cho ai và họ đang giữ tâm tư gì về nhau? Huyền, anh biết ai viết cho em rồi. Thảo, Diễm. Wow, chị ông không có rồi. Brad, Long. Không có nhân luôn. Tuấn Anh. Tuấn Anh nhiều thư thế. Đi về em ơi. Em ơi. Em bây giờ đi. Để đi chứ. Hiền nó còn có thư kìa. Cũng có anh Nhân cũng là người đồng cảm, cũng là người gặp chúng trường hợp của mình nên là thấy không sao cả. Thấy cũng cảm giác nó hơi kiểu bị hụt hẫng một tí thôi, chứ cũng không có gì gọi là buồn nhiều cả. Anh không biết thư. Em biết thư này, anh biết cho em rồi. Nào đọc lên, đọc tròn vạch rõ tiếng lên em. Ôi rồi, ai đứa nào nói anh ghi Hiền ơi đấy. Hiền nó còn có thư kìa. Hiền nó còn có thư kìa. Trong nhà chung á thì anh Nhân hay gọi tên Hiền. Thì em có nhắc, em có mỗi lần mà gọi sai thì em có nhắc là em tên Huyền. Thì anh vẫn gọi Hiền, thì em khẳng định luôn là anh Nhân viết. Hiền ơi. Em đang buồn á, em mở cái lá thư này ra, em nhìn câu đầu tiên em buồn, sau đó em nhìn những dòng ở dưới em buồn thật sự luôn á mọi người. Rồi em đọc đi. Rồi em đọc đi. Hiền ơi, a hi hi, anh không biết viết gì, vui thì viết. Mọi người thấy vui hả? Vui. Em đọc tiếp đi. Đây, không vui, đừng có vui. Nhìn em thiệt dễ thương a hi hi. Thế hỏi em có thích anh không? Wow. Sao vậy hả? Từ là một lá thư vui viết cho người em thì nó trở thành một cái gì đó khiến cho Huyền cảm thấy rất là buồn cũng như là khóc, thì mình cảm thấy thật sự có lỗi, thì mình cũng có nhắn tin cho Huyền xin lỗi Huyền. Em vẫn chưa đọc hết tin nhắn. Tâm trạng của em hiện tại thì em hơi buồn vì cái lá thư anh viết. Trong 7 người trong này nè, ai cũng lớn hơn em hết. Cái thứ nhất là em thấy em bị xúc phạm á, tên em viết sai. Cái thứ hai là em thấy giống như là em nhỏ cho nên là anh viết giống như là kiểu đùa giỡn hay chọc em vậy đó. Em không thích như vậy. Sau 5 ngày ở nhà chung thì em nghĩ là anh Nhân là một người tính tình ảnh hơi con nít một tí. Với lại là ảnh khi mà ảnh vui thì ảnh sẽ
không có suy nghĩ là không có suy nghĩ nhiều tới cái cảm nhận của người đối diện, là nếu như mà ảnh viết lá thư như vậy á thì cái suy nghĩ của em như thế nào. Em không nói nữa, em hết nói rồi. Tên Long. Người anh Long, em tin vào duyên ngay từ lần đầu gặp mặt. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy cảm xúc trong mình thay đổi liên tục, nhanh đến chóng mặt như vậy chỉ trong vài ngày. Nhưng đến thời điểm này, em không muốn cảm xúc trong mình rối ren và thay đổi như vậy nữa. Em mong anh giúp em làm cho những cảm xúc đó chắc chắn và trật tự hơn. Em cũng có nghĩ đến việc sau chương trình trở lại cuộc sống bình thường, mọi thứ lại thay đổi, nhưng không sao, khoảng thời gian này cũng đã và đang rất đẹp. Em thực sự thích hình ảnh em trong bếp. Anh cũng thích hình ảnh em trong bếp. Anh Long là người con trai mình gặp đầu tiên trong nhà chung, và lúc mình gặp ảnh cũng là lúc ảnh đang nấu ăn. Mình rất thích hình ảnh đó. Và ngày hôm nay thật là hay khi mà ngày cuối cùng ở nhà chung, mình lại thấy anh Long ở trong bếp và rửa chén. Mình biết đấy là lá thư của Thảo gửi cho mình, bởi vì mình và Thảo đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Thảo cũng đã chia sẻ với mình những cảm xúc của Thảo với mình. Nên khi mình đọc được những dòng đó thì mình biết chắc chắn người viết cho đừng viết lá thư đó là Thảo. Gửi Thảo, anh đến với chương trình mong sẽ tìm được cảm giác mà anh đã từ lâu không có được. Qua vài ngày thôi nhưng dường như anh đã tìm lại được cảm giác yêu, ghen, khó chịu cũng như những giây phút vui vẻ bên em. Anh mong rằng những tình cảm này sẽ cùng anh đi tiếp trong thời gian tới. Anh không hứa gì cả nhưng anh sẽ làm tốt nhất những gì anh có thể. Cảm ơn em. Tới thời điểm này thì mình không còn phân vân giữa Long và Nhân nữa. Mình đã xác định là mình muốn tìm hiểu một mình Long thôi. Thích đọc được không? Em đọc giùm anh nha. She read a mean letter. Fred Nhìn mắt của em. Cho nên Fred là em. Anh rap lời đầu tiên, đây không phải là thư gửi cho người em có tình cảm đặc biệt, mà là thư của một đứa em gái dành cho một trong bốn người anh trong nhà chung em cảm thấy quý mến nhất. Có thể là do cách anh đối xử với mọi người lúc nào cũng lịch sự và chu đáo nên bản thân em có phần quý anh hơn. Hy vọng anh và một nửa của mình mãi mãi hạnh phúc. Love. You understand? Khi Brad nhận xem letter, bắt đầu là gửi Brad, Brad hiểu. Nhưng mà từ gửi Brad là Brad là không hiểu. Nhưng mà khi Brad thấy cái letter style, khi letter style Brad suy là letter của anh là when còn tốt, mặc dù Brad là người Hàn Quốc, Brad là người Việt Nam, nhưng mà Brad cảm thấy là chắc chắn em gái. Ok, Diễm đọc đi. Chu Diễm, anh rất vui khi gặp lại em ngày hôm nay. Anh sẽ hạnh phúc hơn khi gặp em vào ngày mai hả? Em hy vọng là ngày mai mình sẽ hạnh phúc. Anh nghĩ là đấy là một câu châm ngôn đấy. Như là anh luôn muốn gặp em hôm qua, hôm nay và ngày mai. Phải giải thích vậy, đúng không? Đúng không? Không, Rat không có gì đâu. Hôm qua không có gặp Rat, thì hôm nay gặp lại Rat, cho nên là Rat mới nói là hôm nay gặp lại em vui, cho nên là em nghĩ là Rat. Viết thì anh không viết được nhiều, nhưng mà thực sự là anh đã, nói chung là có dành tình cảm cho mình. Được Tuấn Anh, người được nhiều thư nhất ở nhà. Chia Tuấn Anh, có thể những lời nói này khi anh đọc được có thể sẽ chạm đến cảm xúc của anh. Nếu có làm anh buồn thì em xin lỗi, nhưng đây chỉ là những suy nghĩ và khúc mắc của em. Em thấy anh chưa thực sự đang hòa nhập cùng mọi người, cảm giác như anh đang phải giấu hay không muốn bộc lộ bản thân, con người thật của anh. Khi tiếp xúc với anh, em chưa thực sự cảm thấy anh nhiệt tình trong ngôi nhà chung này. Ủa, cái tên này ai biết? Nếu như anh thực sự coi mọi người như những người bạn thực sự, thì em cũng mong mỏi là anh sẽ hòa nhập cùng mọi người nhiều hơn. Em rất quý anh và tất cả mọi người, nên cũng muốn là chỉ còn những ngày cuối cùng anh cùng mọi người
Hãy vui chơi hết mình để chúng ta có một kỷ niệm đẹp cùng nhau trong 7 ngày này. Cái này là thư. Cảm ơn anh đã đọc. Thư warning á. Warning á. Là thư cảnh cáo á. Thư dằn mặt đấy. Nếu như mà nói trước mặt, nói với lại Tuấn Anh thì nó sẽ khó. Bởi vì nếu như mình muốn nói trước mặt Tuấn Anh thì hôm qua mình đã nói với Tuấn Anh ở trên xe rồi. Thì mình nghĩ là Tuấn Anh sẽ hiểu cái lá thư đó. Và có thể là hơi đụng tới lòng tự ái của Tuấn Anh một tí. Nhưng mà dù gì đó cũng là những lời chân thật của mình muốn gửi tới Tuấn Anh. Và mong Tuấn Anh có thể thay đổi trong những ngày tới thôi. Gửi anh Tuấn Anh những năm. Lần đầu gặp anh, em đã có ấn tượng về anh là một người năng động, hoạt bát. Nhưng anh lại ít có thời gian tiếp xúc và hoạt động cùng mọi người trong nhà. Hy vọng là hai ngày tới đây, anh hãy tích cực hoạt động và tìm hiểu ai đó trong nhà chung mà anh có cảm tình. Và hãy là chính mình anh nhé. Chúc anh luôn vui. Và đó là cái điều chung rồi. Cái điều mà muốn Tuấn Anh hòa nhập với mọi người là cái điều đó mà Tuấn Anh cũng cảm nhận được. Và Tuấn Anh sẽ làm những cái điều đó từ giây phút này cho đến những cái ngày cuối cùng trong chương trình. Dù Tuấn Anh xem các bạn như là những cái bạn thân nhất của mình vậy. Đây để anh đọc thư của anh. Nếu có thể cho anh xin chia sẻ vài dòng cùng các bạn của anh. Tuy anh em chúng ta chưa thể chơi cùng nhau trọn vẹn 6 ngày, nhưng ít ra trong 6 ngày vừa qua, anh đã trân trọng mọi người như là những người trong nhà của anh vậy. Còn nói riêng về bản thân anh chia sẻ thật là anh chưa có tình cảm với ai trong 4 bạn. Và anh nghĩ lý do khiến anh như vậy là cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên được người bạn gái của anh. Một cô gái mà anh thương nhất trong cuộc đời này, chưa quên được bạn gái cũ. Thì cái này thì buổi đêm trong phòng thì mấy anh em cũng có ngồi nói chuyện với nhau, thì Tuấn Anh có nhắc đến cái điều này. Thế mình biết đó là thư đó là của Tuấn Anh. Nên điều cuối cùng anh mong các bạn hiểu cho anh. Và chúng ta sẽ vui hết mình trong những ngày còn lại như những người bạn chân thành nhất của nhau nhé. Chúc anh em chúng ta có những ngày còn lại thật vui vẻ và hết mình với nhau. Hãy sống như anh em chưa từng sống. Có vẻ chuyến đi dã ngoại cuối cùng của các thành viên Love House vào ngày mai sẽ không được vui vẻ và thoải mái như kỳ vọng.